Cái thời tiết ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 thì cái thời tiết mà Lương đang quay cho quý vị các bạn thì thời tiết nó hơi bị mưa phùn nhẹ nên là nó sẽ hơi mờ một chút. Đó, và đây là cảnh mà trước cổng chùa Tam Trúc là đang máy xúc rồi cờ đã được cắm ở hai bên đường nhưng mà máy xúc ô tô vẫn đang nhộn nhịp để hoàn thành thu gọn những cái vấn đề trước cổng Tam Trúc. Đó, những cái vật liệu hiện nay máy xúc và rất nhiều công nhân đang làm để quý vị các bạn nhìn thấy nhá. Đó, bây giờ Lương sẽ vào review gần vào bên trong. Đây là tất cả công nhân đang tập trung trồng hoa trước cổng chùa Tam Trúc. Rất đẹp đúng không ạ? Đây, Lương sẽ review cái cổng chùa Tam Trúc đây thì ai cũng biết rồi đúng không? Đó, nhưng ngày hôm nay thì mọi người, tất cả công nhân đang trồng hoa rất nhộn nhịp. Và thời tiết ngày hôm nay rất ủng hộ cho đội ngũ công nhân. Rất đẹp đúng không? Đây, Lương hiện nay đã đứng vào bên trong cổng của chùa Tam Trúc rồi. Đấy, thì ngày nay Lương sẽ review cái tầng cổng của các bạn. Nhìn cảnh bên trong chùa Tam Trúc thì cũng đang trồng cỏ. Chúng ta nhìn thấy nhá. Thực sự là thời tiết này nó xấu lắm nên là quay hình ảnh nó không được nét lắm. Hình ảnh quý vị các bạn đang nhìn thấy đây chính là cái lan can, cái cầu đi qua sông để bắt đầu đi vào bên trong chùa Tam Trúc. Thì như những hôm trước Lương review thì mới đang lắp đặt thôi, nhưng ngày hôm nay thì đã lắp đặt xong đúng không? Hoàn toàn bằng đá xanh nguyên khối nhập từ Thanh Hóa về đấy. Đó, thì những cái lan can đây chúng ta đã nhìn thấy và cờ đã lên rất nhiều rồi đúng không? Sau một hồi đi di chuyển thì Lương đã vào đến gần đến chùa Tam Trúc. Mà trước hình ảnh các quý vị các bạn đang nhìn thấy thì đây chính là cái hội chợ văn hóa về Phật giáo, nói về ẩm thực thì đang diễn ra trong này. Đó, thì tí nữa Lương sẽ review toàn thể quý vị các bạn chúng ta cùng xem. Ở bên trong đúng không? Ha ha ha.
Hình ảnh quý vị các bạn đang nhìn thấy đây chính là cái khu gian hàng của ẩm thực chay ở trong khu hội chợ của chùa Tam Trúc nhé. Nhưng sẽ review cho các bạn một chút thôi. Đấy, vì mọi người đang tập trung công việc của mình vẫn còn rất lộn xộn. Đấy. Khu ẩm thực chay này gọi là khu ẩm thực của Tâm An Lạc nhé, chúng ta lưu ý. Và ẩm thực của Tâm An Lạc đây thì rất nhiều người biết đến về cái thương hiệu về ẩm thực Tâm An Lạc rồi đó. Trước mặt quý vị và các bạn nhìn thấy thì đây toàn bộ những cái khán đài đã được lắp đặt xong nhé. Những khán đài tổ chức lên để nhìn cho khán giả ngồi ở trên đó để nhìn về phía cổng tam quan. Lương sẽ review cho toàn thể quý vị các bạn. Thời tiết này rất mưa, mưa phùn rất lặng đấy, nên là hình ảnh nó sẽ không được nét và được đẹp lắm. Đúng. Nó mờ mờ ảo ảo giống như cõi bồng lai đấy, bồng lai tiên cảnh đấy đúng không? Đấy, và phía sau thì có rất nhiều những cái đài sen đã được hoàn thiện, thì tí nữa Lương sẽ review cùng toàn thể quý vị các bạn luôn nhé. Đây hình ảnh quý vị các bạn nhìn thấy, đây là những đài sen hồng rất đẹp đã nổi ở giữa hồ đó. Hình như là tổng nó có 7 đài thì phải, để mình xem nào mà. Mờ quá. Hôm nay thời tiết nó hơi bị mưa phùn nên nó rất mờ, nên là anh em thông cảm nhá. Lối quý vị các bạn nhìn thấy đây chính là cái bậc lối lên dẫn lên các điện nha. Đây là những đoàn khách đi tham quan. Thank you.
Đây hình ảnh quý vị các bạn đang nhìn thấy đây chính là trên điện giáo chủ hay còn gọi là điện pháp chủ nhá. Đấy. Thì ở đây đã bên trong điện giáo chủ thì quý vị nhìn thấy khi mà bước vào đó chính là bức tượng Phật nặng tới 200 tấn nhá. Hoàn toàn đúc bằng đồng đen. Đây con xin phép đây. Bên trong điện giáo chủ này thì Lương đã thấy rằng đã hoàn thiện xong, không còn giàn giáo, chỉ có công nhân một số là đang mài thêm ngoài bên ngoài cái lan can mà thôi, nên đã hoàn thiện về điện giáo chủ.